ngày Ronaldo tái đấu tuyển Đức sau trận chung kết World Cup 2002. Trong ngày đầu tiên của năm 2017, Toni Kroos đã gây bão trên mạng xã hội khi chia sẻ tấm hình dùng logo cờ Brazil xếp cạnh Đức thay thế số 17 trong năm 2017. Tất nhiên, ai cũng biết Toni Kroos muốn nhắc lại thất bại tan nát 1-7 của Brazil trước Đức ở World Cup 2014 ngay tại thánh đường Maracana. Nếu ai đó có đủ sức đáp trả lại trò đùa của Toni Kroos, người đó chỉ có thể là người ngoài hành tinh Ronaldo. Trên trang cá nhân, Ronaldo de Lima đã phản pháo lại ngôi sao Real Madrid theo cách vô cùng thông minh. Ronaldo béo cũng thay số 20 bằng cờ Brazil và Đức, hàng biến nhắc lại cho Toni Kroos nhớ rằng Selecao cũng đã đánh bại Dinamo Manchester với tỷ số 2-0 trong trận chung kết World Cup 2002. Sau đó 2 năm, 2004, hai đội cũng có một lần đụng độ ở trận đấu giao hữu. Cùng xem lại trận đấu đáng nhớ này nhé! Các bạn đừng quên đăng ký channel thứ hai của chúng mình được đính kèm ở dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và luôn ủng hộ chúng mình nhé! Brazil đã bay cao ở đấu trường thế giới năm 2002 và đăng quang chức vô địch nhờ vào hàng công với bộ 3R huyền thoại là Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Nhưng ngôi sao sáng nhất của Selecao năm đó chắc chắn là người ngoài hành tinh. Có thể nói, sự thành công của Selecao ở vòng chung kết World Cup 2002 là một điều kỳ diệu, bởi lẽ toàn bộ lực lượng Brazil, từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên, đều thể hiện sự bất ổn. Bằng chứng là chiếc ghế của Scolari bị lung lay sau thất bại ở Copa 2001. Còn những vũ công Samba thì lại trình làng phong độ bạc nhược và may mắn vượt qua vòng loại khi xếp thứ 3 trong khu vực. Dinamo Manchester chính là chướng ngại vật cuối cùng mà Selecao vượt qua trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang. Và hôm nay hãy cùng xem Ronaldo và các đồng đội đã thay đổi như thế nào trong trận giao hữu năm 2004 với chính bại tướng của họ 2 năm trước đó. Đội hình ra sân của Brazil vẫn rất mạnh và có sự xuất hiện của Robinho lẫn Ronaldinho. Nhưng Rivaldo là người vắng mặt và thay vào đó là sự xuất hiện của Adriano trên hàng công. Julio Cesar có mặt trong khung gỗ để thế chỗ cho Marcos. Tuyển Đức cũng có đội hình xuất phát rất chất lượng với những Oliver Kahn, Bonlet, Prince và chàng trai trẻ khi ấy Philip Lam chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái của Dinamo Manchester. Hai đội nhập cuộc khá nóng nảy khi liên tục có những pha vào bóng quyết liệt. Kể từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, với những pha phạm lỗi của Edmilson Roque Jr. từ những phút đầu tiên dẫn đến những pha trả đũa của Kevin Kuranzi cùng với Schneider của Dinamo Manchester ở những phút ngay sau đó. Và cái gì quá cũng không tốt, vì quá mãi miết phạm lỗi, những cổ xe tăng phải chịu một quả đá phạt trực tiếp khá nguy hiểm của đối thủ ngay sát vòng cấm đội nhà ở phút thứ 9. Ronaldinho là người đứng trước bóng để thực hiện cú sút cho Selecao. Phù thủy sân cỏ tỏ ra rất tập trung với một pha lấy đà cực kỳ đơn giản trước khi tung cú sút phạt nhẹ nhưng chất chứa đầy kỹ thuật loại bỏ hàng rào của tuyển Đức và cũng khiến Oliver Kahn đứng chôn chân vì bất ngờ. 1-0 cho Brazil. Và đây cũng là liều vaccine kích thích cho sự hấp dẫn của trận đấu. Nhận bàn thua sớm, 2 phút sau, Đức đáp trả bằng pha xử lý và dứt điểm khá hay của Asamoah. Nhưng cú sút của tiền đạo Dinamo Manchester đã thiếu đi sự chính xác. Và cũng không để các cổ động viên Brazil phải thất vọng. Phút 15, Juninho có pha chuyền bóng khá hay. Hoàng đế Adriano thoát xuống, làm chủ được tình hình và tung cú vô lê với lực sút rất mạnh và cũng rất thiếu chính xác. Đến phút 17, đại diện đến từ châu Âu có cơ hội. Cú sút chạm người hậu vệ Brazil của Kuranzi chẳng có gì nguy hiểm nhưng vô tình trở thành đường kiến tạo cho Budewin Zenden, dễ dàng khống chế và ghi bàn vào lưới Kesa để quân bình tỷ số cho tuyển Đức. Hưng phấn sau bàn thắng, Dinamo Manchester chơi thăng hoa hơn và nếu trau chuốt hơn trong mỗi pha dứt điểm thì có lẽ Asamoah hoặc Kuranzi đã có thể làm nên chuyện. Tình huống đáng chú ý tiếp theo là pha băng vào đánh đầu của Christian Wolf
sau pha phạt góc của tuyển Đức. Có lẽ quá khao khát bàn thắng để phục thù, hậu vệ này đã lao vào tông Julio Chiesa để đưa bóng vào lưới một cách không hợp lệ vì thủ thành của Brazil đã kiểm soát được bóng. Diamantsap vẫn tỏ ra là đội chơi trên cơ trong trận này khi sở hữu nhiều bóng hơn và liên tiếp tổ chức những cuộc tấn công lên cấm địa của những vũ công Samba. Nhưng những đường truyền và những cú sút cuối cùng của những chiến binh của xe tăng vẫn thiếu đi sự sắc bén cần thiết và hiệp một cứ thế trôi qua mà không có bất cứ tình huống thực sự nguy hiểm nào được tạo ra. Mỗi bàn chia đều cho cả hai đội. Hiệp 2 bắt đầu được 2 phút, Asamoah có pha solo và ngã trong vòng cấm của Selecao, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục vì không nghĩ rằng các cầu thủ Brazil có lỗi. Nhưng đến khi tiền đạo của tuyển Đức bị phạm lỗi ở phút 48, Diamantsap mới được hưởng tình huống đá phạt có thể tạo ra đột biến và cú sút phạt của tuyển Đức xém chút nữa thành bàn nếu như không có sự xuất sắc của người gác đền Julio Chiesa bên phía bên kia chiến tuyến. Những phút tiếp theo là khoảng lặng của trận đấu khi khán giả chỉ toàn chứng kiến những pha phạm lỗi của hai đội. Đến phút 56, Ronaldo de Lima có pha đảo chân đẹp mắt vượt qua được hậu vệ của đối thủ và tung ra cú sút rất căng nhưng thiếu đi một chút chính xác để thành bàn. Sau khi tàn hình suốt trận đấu thì cuối cùng người ngoài hành tinh cũng chịu lộ diện. Sau pha bóng của Robéo, trận đấu cứ thế trôi qua theo một cách yên ắng nhất có thể. Chỉ mỗi cầu thủ vào sân thay người, Julio Baptista là muốn khuấy động sự tĩnh lặng trên sân
cũng như trên khán đài với những pha đi bóng và dứt điểm khá hay của mình ở phút 78, 81 và 86. Thế nhưng cánh án này cũng không dệt nổi mùa xuân cho những vũ công Samba có cơ hội nhảy múa. Và thế là trận đấu kết thúc với tỷ số đậm chất giao hữu 1-1. Các bạn vừa xem xong ngày Ronaldo tái đấu tuyển Đức sau trận chung kết World Cup 2002. Theo các bạn, đâu là điểm nhấn của trận đấu và màn thể hiện của đương kim vô địch World Cup 2002 khi ấy có khiến bạn cảm thấy thuyết phục? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phần bình luận nhé. Chúng tôi rất vui vì điều đó. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.